Này, xin ăn cướp đi, à quên ăn cướp đi. Đâu? Thử làm miếng cướp xem nào. Chắc nho ăn. Ngon nhỉ? Cướp ngon. anh em vẫn cướp nhá. Anh đấy. Đừng sao không em hút ra đây nhá. Cứt ngon. Rồi, phải nhâm thêm cái này nữa. Thì anh em làm tí kiện dê. Đây là món đặc sản. Kiện dê chuẩn nhá, chứ không phải làm dê kiểu mấy anh em Tây Bắc hay ăn đâu, nhìn ghê lắm. Nó đặc mình lọc lấy cái nước của nó thôi. Nhưng mấy anh em hay kiểu chơi cả quả nó ra mang nướng rồi bốc ăn, tôi không ăn được đâu. Còn lọc ra như lọc cà phê ấy. Chỉ lấy nước của nó thôi, chắc phải lấy cái đũa đảo. Còn cái nhân của nó anh em lấy cái lòng non ở gần cái nó là cái lòng non là nhỏ ấy, anh em lấy cả cái luôn ra xào gần trước. Như lọc cà phê ra từng giọt một đi này. Chắc chút đổ nhiều rồi. Là 2 3 lượt thôi. Đắt lọc từng giọt một. Chắc lọc từng giọt một các bạn. Đấy, ít một rồi nó mới xuống được. Đấy. Anh em làm nó kỹ thì ăn nó mới ngon. Chứ làm theo kiểu gọi là câu view ấy thì là nó đơn giản lắm, nhưng mà ăn nó khó ăn, nó ghê lắm. Mình làm đúng kiểu ấy thì là phải lọc lấy cái phần nước trong của nó thôi, còn cái phần bã của nó thì để lại. Đây này các bác này, nguyên bát tô lọc ra cái tạp chất của nó này, còn nguyên một lưng đầy luôn. Cái này chỉ bỏ đi thôi nhá. À, đấy, nó rất là đặc mà tạp chất nhiều ấy, mình không lấy cái này đâu. Được rồi. Đấy, lọc xong là anh em cho cái nồi nhân nó nhá, đảo đều đun sôi lên. Nhìn màu nó đã. Màu nó phải màu xanh kiểu màu lá chuối non ấy. Chứ còn cái kia kiểu xanh đen thì không cho ăn. Để đun sôi thôi là ăn được rồi. Chưa có bát đâu. Chia ra mỗi mâm chỉ 1-2 cốc thôi. Nấu lên nó sánh, nhìn nó màu nó như này mà các bác. Đấy, nhân là cái lòng non ngon cực kỳ luôn anh em ạ. À, anh em xem này. Đấy, nó phải nước nó phải như này chứ anh em mà chơi cả bã nó thì sao ăn được. Ngon không? Tuyệt vời. Đúng là pịa dê. Có thấy có mùi gì không? Ướt. Ướt à? Đấy, nó phải nước nó phải như này chứ anh em mà chơi cả bã nó thì sao ăn được. Ngon không? Tuyệt vời. Đúng là pịa dê. Có thấy có mùi gì không? Ướt à? Nên như này tranh nhau để ăn thì có vẻ đơn giản đâu. Có mùi đâu mà anh lọc kỹ gì đấy à? Nó phải có tí mùi nó mới ngon. Đói, mùi như này là được rồi. Nhỏ cái ít ra. Nó phải có tí mùi đấy. Còn cái kèo no đó. Này, xin ăn cướp đi. À quên, ăn cướp đi. Đâu? Thử làm miếng cướp xem nào. Chắc nho ăn. Ngon nhỉ? Cướp ngon. anh em vẫn cướp nhá. Anh đấy. Đừng sao không em hút ra đây nhá. Cướp ngon. Đây, phải nhâm thêm cái này nữa. Ăn mất. Có đơn màu không? Xem nó phải như thế này. Đấy, ăn thử như nào. Ăn thử nhá. Biển cà phê. Cứ cho chú nhá. À. Chia cho nó. Nguy hiểm đấy. À. Như nào? Ngon. Đúng là lọc bằng phin ngon hơn thật. Cái này có đủ bát chưa?